Alibaba vô nhà người xe đẩy xe cái viên kiên ra. Alibaba còn 33. Các bạn thấy tôi vương cái đầu như thế đó là thấy tôi cũng to luôn. Dễ cho mọi người. Một. Có cái cục hình nữa. Hả? Ở quải hình nữa. Không biết. Đâu biết đâu. Cái nhị nó chưa có nở nè. Cái nhị nó rụng nụ hết rồi má ơi. Thôi hết tớ rồi chị ơi. Tớ rồi đánh đè lên á. Ai đè? Anh đứng đây mà anh đâu có đè đâu. Đi mà lên mau quên lắm. Đúng rồi, đừng có đọc kinh nó sao bụi nhức đầu quá. Nghe chưa? Đây, vô quá được ăn mọi người. Chị ơi, ăn cho ngon nha. Dạ ok anh. Cảm giác như là bà thấy bà thèm luôn á. Giờ mới được ăn đó mọi người. Giờ cho em hỏi con từ từ để coi giờ là mấy giờ nha. 6 giờ 43 phút là đúng một hồi nãy em vô là 6 giờ 5 rưỡi, là một tiếng hơn, là phụ Thu Phương nói chuyện với Thu Phương, trò chuyện Thu Phương. Thì bây giờ Thu Phương mình mới nói Thu Phương là cho mình ăn để review thử thế nào, tại vì cũng đói quá trời luôn rồi, với lại khách bây giờ cũng giảm bớt nên đây. Nãy giờ trong thời gian mà nãy giờ tìm hiểu á thì cũng biết được một vài món tên gọi của nó, còn nếu mà sai á thì mọi người á thì đừng có la mình nha, mình cũng không có rõ. Đầu tiên là mình đi từ nước chấm đi. Chấm thì cũng coi như mấy chỗ khác thì có sẽ có tương ớt nè, tương đen nè, đúng không? Nhưng ở đây á thì mình thấy là nó có là sa tế với lại tỏi băm, tỏi phi băm cũng có đậu phộng, đặc biệt là có cải chua đó, có cải chua nè. Cải chua heo của Thu Phương nói là 7749 ngày năm là nó ra cả cà chua này. Đó. Tại vì cũng không rành lắm, thật sự là bên đây có nhiều món mà hồi lâu giờ Duy vẫn chưa được thử qua như thế nào luôn. Như cái món này nè. Không biết chị cameraman thử chưa? Chưa luôn đúng không? Em cũng chả biết tên gì, nó tên như là đậu gì đó. Đó là gì à? Không không, đây. Đây là cà tím. Đây là cà tím. À đậu đũa, đây là đậu đũa. Đây là cái viên đậu đũa. Nè mọi người thấy không? Chị thấy được không? Ok không mọi người thấy không? Đây là khổ qua. Khổ qua nhờ cái viên chiên. Hình như có ớt nữa. Có ớt mà ấy trong cục gì đó nhưng mà nó bị hết mất tiêu rồi. Món đó người ta ăn hơi cũng đông á. Khổ qua gì đó tôi quên rồi. Khổ qua cà ớt gì đó. Dạ, khổ qua cà ớt. Khổ qua cà ớt là món đặc sản đó. Đây. Đặc sản ha. Khổ qua cà ớt á. Vậy mà không được ăn khổ qua cà ớt. Đây còn đây là món gì anh? Cơm. À cơm. Chả cá cơm. Chả cá cơm. Ủa? À tôm này đúng không ta? Sao nãy em thấy nó phồng bự lắm? Đây, tôm thấy nó không bự đó mọi người. Nếu mọi người coi những clip á, mọi người thấy nó phồng to vậy nè. Sao bây giờ nó còn như này luôn. Rồi đây là đậu phô mai. Rồi cái miên chiên. Rồi nói chung là nhiều món lắm, mọi người nên tới đây thử đi. Thì bây giờ mình sẽ thử trước cái món này. Nó trộn nha. Trộn xíu. Hơi cay rồi, thấy hơi cay rồi á. Sa tế nhiều quá. Cay. Tại vì mình chấm lộn chỗ sa tế mọi người. Nên rất là cay luôn. Nhưng mà ngon. Nói chung cái viên chiên vừa tới. Phải canh nha mọi người. Bạn thấy món mình chiên nè, mình phải canh. Cái độ nó ví dụ vừa tới vậy á. Tại vì mình làm đầu tiên mình chiên mình không biết. Nhưng mà Thu Phương chiên á. Thu Phương nhìn cái là Thu Phương biết ok chín rồi. À cái này chưa chín. Hình như phải vàng vậy, vàng tới vậy mới được. Để cái này no khỏi ăn cơm đó mọi người. Vậy nha.
thì mọi người hãy đến địa chỉ 716 Trần Hưng Đạo, quận 5. Và lúc 4 giờ chiều bắt đầu là Thu Phương mở, nhưng mà tới 5 giờ chiều đi, bắt đầu 4 giờ bắt đầu là sửa soạn thôi chứ chưa mở đâu. 5 giờ là bắt đầu là mở bán. Thì mọi người đến để thưởng thức cái viên chiên Thu Phương có gì đặc biệt. Thì mình nghĩ cái đặc biệt nhất á, cái viên chiên là một, cái thứ hai và quan trọng nhất á, đó là Thu Phương. Đúng không, chỉ có duy nhất mình Thu Phương bán cái viên chiên mà độc lạ vậy thôi. Hài lắm, kiểu kiểu cách bán hài lắm, vui, chuyện dễ thương lắm. Mọi người hãy tới và cảm nhận. Ok, chúc mừng mọi người. Dạ. Không à. Nhưng mà mới ăn cá viên mà kiểu tôm á mọi người. Nó có bị tôm rồi, có bị tôm rồi. Cái gì? Nè, rất là nhiều món với mọi người. Tại vì mọi thứ là một vị. Cái vị của nó cũng là tên của cái món cá viên chiên luôn. Nên mọi người hãy đến và chọn những món cá viên chiên mình yêu thích nhất và gặp gỡ và giao lưu với Thu Phương. Là mình cảm thấy là giao lưu với Thu Phương là vui nhất, là cái điều mình vui nhất ngày hôm nay. Thật sự thì nếu ví dụ trong một ngày làm việc mệt mỏi á, ví dụ chiều á mình hơi mệt đúng không, mình ra đây ví dụ mình sẽ gặp Thu Phương chờ đợi, thì đúng là hơi mệt tí, nhưng mà gặp Thu Phương á tự nhiên mọi buồn phiền mình nó đi trôi đi hết luôn, kiểu nó vui lắm, mà con người mình nó thoải mái dễ mang luôn, hài hước. Mà Thu Phương mang tới nhiều tiếng cười cho mọi người lắm, nên mọi người hãy đến là cảm nhận. Và điều duy nhất là mọi người nên nhớ subscribe và ủng hộ kênh Không Sợ Mập, để mình có động lực mình ăn nhiều, mình tập thể dục nhiều để không có mập nữa.